sao? Ông nói là chúng nó sẽ về như mấy cái clip Tết ấy. Các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch 2022. Chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, rà soát, không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine. Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để được ông bà dắt đi coi pháo hoa. Cả nhà mình sẽ đi coi bắn pháo hoa cùng nhau nhé. Chồng con với hai đứa nhỏ về đấy. Dạ, chắc là năm nay nhà con không về được rồi ạ. Làm ăn khó khăn quá, rồi dịch bệnh nữa. Nhà con về cũng không tiện ạ. Nhớ quá tiếng phố giao thừa. Dịch bệnh Tết này chúng nó không về được không ạ? Mẹ ơi, sao năm nay cả nhà mình không về quê ăn Tết với ông bà hả mẹ? Trong nhà nhớ
bà coi bao nhiêu là phim Tết rồi mà bà lại không nhớ cái Tết à? Chúng nó là cứ nói là Tết này con không về. Thế nào 30 Tết đi chả lù lù trước chân này. Bà phải tin tôi chứ. Đấy, năm nay là mình kỷ niệm ngày cưới. Chắc là chúng nó là giả bộ nói là không về. Thế xong rồi là lén về để mà cho tôi với bà nó bất ngờ đấy chứ. Bà cứ tin tôi đi. Hả? Là chúng nó sẽ về như mấy cái clip Tết ý. Chồng mình lên đón Tết cùng con thôi bà. Tết này con chẳng về nữa. Như xưa của ông bà đâu rồi? Ôi nhiều quá. Tràn ngập bao tiếng ca. Xuân năm nay đã đến rồi em ơi. Xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ. Xuân đến rồi. Người khắp bên mọi nhà. Ừ đấy, đây đây rồi. Tốt nhất đây nào rồi. Bao nhiêu câu chúc. À thế ạ. Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc. Cùng giao dực đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh.
xanh là gió khẽ lay đưa một tiếng múa mân vàng cùng tranh thức về chưa làm cháu chúng ông bà nhiều sức khỏe vui tươi nồng ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bên ta Tết đông đầy xuân năm nay vui hơn năm qua phúc lộc tài về với môn mọi nhà tay trong tay anh và em đây vui ca hạnh phúc đông đầy lại ngày Tết sum vầy la 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 nhưng được các kiểu ăn xong đừng hỏi tại sao mà quá đáng nhé yeah. Chu tay mặt bên lại đứng lên cô tôi cô sao ở kế bên nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua giờ năm mới anh em chúng ta lại lên xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc xuống làm gì rồi lại phải lên hoa mai đua sắc cùng giao dực đón xuân hy vọng một năm mới luôn bình an đẹp nhau quanh chân xanh là gió khẽ lay đưa một tiếng múa lâm vàng từng trên thức về chưa đàn cháu chúng ông bà nhiều sức khỏe vui tươi nồng ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bên ta Tết đông đầy xuân năm nay vui hơn năm qua phúc lộc tài về với môn mọi nhà tay trong tay anh và em đây vui ca hạnh phúc đông đầy là ngày Tết sum vầy la 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 Tết đông đầy xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc hoa mai đua sắc cùng giao dực đó xuân hy vọng một năm mới luôn bình an mẹ nấu bánh trưng xanh là gió khẽ lay đưa từng tiếng múa lân vàng từng tranh thức về chưa đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe